Chí Quy, anh phải nghe lời của tôi. Tôi cần có anh. Nhưng mà người nhà của tôi sẽ nhìn tôi như thế nào đây? Tôi sẽ giúp cho anh để Phương gia trở thành đệ nhất võ quán ở kinh thành này. Tới lúc đó họ cũng sẽ cảm kích anh. Hoàng quân Nhật Bản sẽ mau chóng chiếm lĩnh Bắc Bình. Cả đất nước này sẽ là thiên hạ của người Nhật Bản. Bây giờ là lúc để anh biểu hiện rồi. Được, tôi hứa với cô. Như vậy mới đúng chứ. Nếu như anh không đồng ý, tôi sẽ giết chết anh. Cô quả là một con rắn độc xinh đẹp. Cứ mặc kệ hắn đi. Đây là ai? Hình như đã gặp ở đâu. Tại sao nhìn thấy quen như vậy chứ? Sao tôi đã quay về Bắc Bình rồi. Nếu như ông muốn làm gì cứ gì kiếm tôi. Đừng làm khó Phương gia và Hứa gia nữa. Trần Chân, cậu nói gì vậy? Bây giờ là người ngoại quốc, chúng tôi ở trên vùng đất của các cậu. Chỉ hy vọng cậu đừng tới đạo trường Hồng Khẩu của chúng tôi kiếm chuyện là được rồi. Đi thôi. Được rồi. À đúng vậy, không đi nữa. À, như vậy mới tốt chứ, tránh cho mẹ suốt ngày cứ lải nhải nhắc tới em. À, Trân Trân à, lần này trở về tôi cần anh giúp đỡ đó. Chí Quy thiếu gia, mọi người đều là người một nhà, đâu cần phải khách sáo chứ. Được. Chí Quy à, đừng có tưởng con trở về nhà là mẹ không dám nói tới con. Bỏ đi bao nhiêu năm nay con không thèm viết một lá thư về, khiến mẹ ngày nào cũng phập phồng. Không phải là con khỏe lắm sao? Khỏe cái gì mà khỏe. Con coi, ốm đi nhiều rồi. Mẹ, chị à,
Lần này con quay về chính là muốn làm nên sự nghiệp thật lớn đó. Mọi người cứ yên tâm, con xin thề nhất định xây dựng lại Phương gia, để cháu con đời sau có được ngày tháng bình yên. Được, nghe con nói câu này, anh con ở trên trời linh thiêng cũng sẽ được yên nghỉ. Chí Quy, em đừng trách chị hay nói. Bây giờ em đã có thể làm được chút gì rồi, nhưng mà làm việc cần phải đường đường chính chính. Có phải sau khi Trần Chân trở về đã nói gì rồi đúng không? Trần Chân có thể nói cái gì được, mọi người chỉ lo cho em thôi. Em đã lớn như vậy rồi, tốt xấu cũng biết chừng mực. Miễn làm việc gì cũng không thẹn với lòng, được như vậy thì chị đã yên tâm. Đừng nói chuyện này nữa, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, để em có cơ hội hiếu kính với mẹ nữa. Như vậy mới được chứ. Vậy chị đi gọi Đại An và Trần Chân đi chung nha. Bữa khác hãy mời họ đi, ngày hôm nay chỉ riêng nhà chúng ta thôi. Được, Chí Hân chiều ý nó đi. Nè, uống trà. Dạ. Nè, Chí Huy à, con gọi nhiều thức ăn như vậy chúng ta làm sao ăn hết được chứ? Ăn không hết thì để lại, con chỉ muốn mẹ với chị thử vài món ăn ngon. Chí Huy nè, lần này em trở về có dự định gì không? Em muốn khuếch rộng võ quán của Phương gia, hiện giờ quy mô quá nhỏ. Bây giờ đã không còn nhỏ nữa rồi. Còn thua xa lắm, chỉ dựa vào một chút việc làm ăn của liên doanh xưởng sợi sẽ không là cái gì. Vậy em tính làm gì đây? Chị và mẹ sẽ ở lại Phương gia, em sẽ ra ngoài mở thêm một võ quán mới, làm ăn nhất định phải làm lớn. Em không ở nhà sao? À, em đã đặt một căn phòng ở trong khách sạn, tạm thời ở đó. Nhưng ở trong nhà mình có chỗ cho em ở mà. Chị, chuyện này chị không hiểu đâu. Nếu như muốn làm ăn lớn thì phải có thân phận. Nếu như mở võ quán lớn hơn, chị sợ là không đủ người làm. Chuyện này chị đừng có lo, em có dẫn theo một số người từ Thượng Hải về. Chí Huy, mở võ quán lớn không phải là chuyện nhỏ, em cần phải suy nghĩ kỹ. Em biết thế nào là tốt cho Phương gia mà. Võ quán phải mở lại, ngoài ra em cũng muốn mở một trường học để những đứa con của những gia đình nghèo học miễn phí. Em còn muốn xây thêm một từ thiện đường nữa để cứu tế bá tánh. Chị à, em làm những điều này là làm việc thiện. Chí Huy à, con thực sự có bao nhiêu tiền vậy? Rất nhiều rất nhiều, Phương gia thực sự xài suốt đời cũng không xài hết. Nhưng mà con trong khoảng thời gian ngắn đâu thể kiếm được nhiều tiền vậy. Tại mọi người không biết nữa, Thượng Hải là một nơi sống dựa vào bản lĩnh. Chí Huy, nếu em chịu làm chút việc thiện cho bá tánh, vậy thì chị cũng yên tâm. Đợi sau khi trường học và từ thiện đường mở xong xuôi rồi, mẹ có thể làm một chút chuyện cho từ thiện đường, và chị có thể làm hiệu trưởng, đừng có suốt ngày ở cùng với đám võ sĩ kia. Cũng làm một chút chuyện nho nhã đi. Chí Hân, con nghe đi. Con coi Chí Huy mấy năm nay tiến bộ chưa, nói chuyện như là một nhân vật lớn vậy. Chỉ cần Phương gia được tốt, có chịu một chút ức cũng đáng mà. Mẹ, chị à, ăn cơm đi. Trời. Ê, nè, con trai uống rượu đi, mẹ rót cho con uống. Dạ. Áo gấm về làng, vinh quang trở về. Giờ anh cũng coi như là nhân vật công chúng của Bắc Bình. Chuyện anh nên làm, anh đừng có quên. Anh một khắc cũng không quên. Cũng đã tới lúc anh gặp chủ nhân của anh rồi. Đạo trường Hồng Khổng. Phải. Khi nào gặp vậy? Sáng sớm ngày mai. Được, anh nghe lời em. Sato tiên sinh. Phương thiếu gia, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sato tiên sinh, Phương thiếu gia ăn mặc như vậy, nhìn vào so với đa số người trong nước có tinh thần rất nhiều. Địa điểm tân võ quán đã chọn xong chưa? Vẫn chưa chọn xong, nhưng nội trong một tuần có thể xác định. Tốt, nè. Mời. Việc trong quá khứ tôi không muốn nói tới nữa. Hôm nay tôi muốn biểu lộ thái độ. Bất luận giữa cậu và tôi đã từng xảy ra những chuyện gì không được vui, tất cả mọi ân oán xóa bỏ sạch hết.
Sự khoan dung của Sato tiên sinh đây đúng là xứng với danh tướng soái tài ba. Bắc Bình là một võ đài lớn, sân khấu tôi đã xây sẵn cho cậu, diễn như thế nào phải tùy vào cậu rồi. Lấy tiền của người bán mạng cho người, đây cũng chính là những việc thuộc về bổn phận võ quán chúng tôi. Không sai, nói chuyện rất có trách nhiệm. Trước khi ra sức cho ông, tôi có một điều kiện. Nói ra thử. Tôi không thể ra tay với Phương gia, đây là giới hạn của tôi. Đồng ý, hợp tình hợp lý. Ngoài ra không có yêu cầu gì nữa. Sato tiên sinh, ông và Phương thiếu gia tốt nhất tới trà thất để bàn bạc lại đi. Tôi cũng đang có ý này. Phương thiếu gia xin mời. Mời. Trần Chân, đây là Thiên Đại tiểu thư. Chí Huy, mời Trần Chân ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Trần Chân à, Thiên Đại tiểu thư đã bàn xong với Sato tiên sinh rồi, bảo đảm sau này sẽ không xung đột chính diện với anh nữa. Chí Huy thiếu gia, bây giờ tôi thấy hơi hồ đồ. Hôm nay cậu đại diện cho Phương gia nói chuyện, hay đại diện cho người ngoại quốc nói chuyện đi? Cái này thì không có liên quan gì. Nếu như mọi người chịu ngồi xuống nói chuyện, chỉ hy vọng đối phương đều tốt. Lúc trước anh đã giúp Phương gia rất nhiều, nên tôi cũng muốn tốt cho anh. Đúng vậy, tôi nghe Chí Huy nói anh muốn khôi phục Tinh Võ Hội. Liên quan gì tới cô? Tôi có thể giúp anh, hơn nữa không thêm bất cứ điều kiện gì. Cô là người Đông Dương, tôi và cô không quen không biết, tại sao tôi phải nhờ cô giúp? Thiên Đại tiểu thư vì thấy anh là một nhân tài, chỉ muốn kết bạn mà thôi. Trần Chân, lúc trước chúng ta có một chút hiểu lầm, vì vậy tôi muốn bày tỏ thái độ của mình. Hy vọng anh đừng coi người chúng tôi là thù địch. Thiên Đại tiểu thư, cô có biết quân đội ngoại quốc các cô đã chiếm hơn một nửa lãnh thổ nước chúng tôi không? Còn giết người khắp nơi. Cô còn kỳ vọng dân chúng tôi đừng thù hằn các cô hay sao? Chúng ta chỉ là người dân thường, chuyện quốc gia với lại chính trị không cần phải lo đâu. Cô chắc chắn không phải người ngoại quốc tầm thường đâu. Vậy tôi là cái gì? Có một vài câu nếu nói quá thẳng thắn thì sẽ rất khó nghe. Anh lúc nào cũng dè chừng như vậy. Trần Chân à, Thiên Đại tiểu thư là có thành ý thật sự. Anh đừng có suy nghĩ sự việc quá phức tạp. Không hề phức tạp một chút nào. Tôi đâu thể nào để cho một người từng tiếp tay giết người của mình tới giúp tôi chứ. Chứ đừng nói là Tinh Võ Hội. Đúng là nực cười. Trần Chân, người ta đã tỏ thành ý tới vậy rồi, một cơ hội tốt cho chị đừng có bỏ qua. Tại sao chị nể mặt một mình tôi thôi? Bởi vì anh là Trần Chân, là tinh thần lãnh tụ của giới võ thuật nước ta. Bây giờ hai nước đang đánh nhau, nhân tài tinh anh nước ta họ vẫn rất là coi trọng đó. Theo như cậu nói thì tôi phải tiếp nhận sự giúp đỡ của họ sao? Tục ngữ có câu nói, đừng có nể mặt mà không biết. Chúng ta cũng chỉ là dân thường, đừng có lo chính sự quốc gia nữa. Trời ơi, anh làm vậy có mệt mỏi hay không? Người ta đồng ý ra tiền, tại sao lại không làm chứ? Lúc trước họ đối với tôi kiểu đó, bây giờ lại muốn giúp cho tôi, cậu không thấy lạ sao? Không đánh không thành bạn mà. Người trong giới võ thuật nước ta đều mắc chứng bệnh này, cứ hay thù dai. Người ta đã quên chuyện này từ lâu rồi. Tôi không tin đâu. Tôi chỉ tin là chúng muốn lợi dụng tôi thôi. Tự đem tiền cho anh, không kèm theo bất cứ điều kiện gì, có kiểu lợi dụng vậy sao? Với lại là, cho dù sau này có chuyện tìm anh cũng có thể từ chối được mà. Trần Chân, anh thật sự có đồng ý hay không vậy? Không đồng ý. Không đồng ý thì Tinh Võ Hội của anh sẽ không thể nào mở lại được nữa. Không mở thì không mở. Nếu như sư phụ ông ấy biết tôi dùng tiền của người ngoại quốc để mở Tinh Võ Hội, dù có tới âm phủ ông ấy cũng sẽ giết tôi thôi. Anh bỏ mặt người ta như vậy thì kêu tôi làm sao mà giải thích đây? Chỉ Huy, cậu không cần khuyên tôi. Tiền của người ngoại quốc một xu tôi cũng không lấy đâu. Anh làm vậy sẽ đắc tội với người ngoại quốc đó, bọn họ không dễ chọc đâu. Nếu vậy làm phiền cậu hãy nói với họ rằng Trần Chân tôi cũng không phải dễ chọc đâu.
Anh đừng quên thế lực của người ngoại quốc ở Bắc Bình này. Anh làm như vậy đối với anh và Phương gia đều không có lợi ích gì hết. Tôi thật sự không hiểu nổi, với khả năng của anh sẽ phát đạt một cách rất dễ dàng. Anh và tôi kết hợp, cả Bắc Bình này sẽ là thiên hạ của chúng ta. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chị Quy à, tôi nghĩ cậu là tam thiếu gia của Phương gia, còn coi cậu là anh em. Đừng khuyên tôi nữa. Nếu như cậu còn nói tiếp, tôi nghĩ cả anh em cũng không thể làm được. Trần Chân à, sao cậu lại cố chấp như vậy chứ? Cậu đừng quên là anh hai cậu chết như thế nào chứ. Đừng có nhắc tới anh hai tôi. Anh ấy bị người Đông Dương hại chết đó. Anh hai của tôi làm vậy là vì Phương gia. Ngày hôm nay tôi làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Phương gia. Chị Huy à, mau rời khỏi người Đông Dương đi. Nếu không sớm muộn gì cậu cũng hối hận thôi. Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận. Năm xưa tôi rời khỏi Bắc Bình tới Thượng Hải, tôi không hề quen biết với ai hết. Ăn không no, mặc không ấm, đi đâu cũng bị người ta ăn hiếp. Mọi thứ mà tôi có ngày hôm nay đều là do tôi dùng mạng để đổi lại. Cậu có nghĩ tới chị mình hay không? Cậu đừng có lấy chị tôi ra ép tôi. Được, mỗi người mỗi chí. Chị Huy à, cậu đừng khuyên tôi nữa. Tôi biết phải làm sao rồi. Bây giờ tôi chính thức nói với cậu, chức giáo đầu của Võ Quán Phúc Quy tôi không làm nữa. Cậu muốn từ chức? Đúng. Trần Chân, cậu làm như vậy là đắc tội với người Đông Dương, mà ngay cả tôi cũng đắc tội. Trần Chân, chị Hưng à, nãy giờ em ngồi đợi anh, anh đi đâu vậy? Lúc nãy anh đi gặp chị Quy. Hai người đã nói những gì? Anh từ chức rồi, không làm giáo đồ của Võ Quán Phúc Quy nữa. Tại sao vậy? Bởi vì Võ Quán Phúc Quy bị người Đông Dương khống chế rồi. Sao anh có thể nói như vậy được? Là bởi vì nó giải tán đội bảo vệ xưởng sao? Trần Chân, em cũng biết là Chí Huy làm việc không được thỏa đáng. Nó không coi chức tổng giáo đầu của anh ra gì. Hứa Tiên Sinh cũng là ông chủ của Võ Quán. Nếu muốn giải tán đội bảo vệ, ít nhất cũng phải trưng cầu ý kiến của bác ấy. Anh không phải muốn nói chuyện này. Anh đang muốn ám chỉ Chí Huy đang làm việc cho người Đông Dương. Em không tin. Chí Huy là em trai ruột của em. Nó là người ra sao em rõ hơn anh. Lúc nãy nó còn dẫn người Đông Dương tới gặp anh. Nó còn muốn anh hợp tác với người Đông Dương nữa. Nó gần gũi với người Đông Dương không có nghĩa là nó theo người Đông Dương. Nó cũng chỉ vì Phương gia và Hứa gia. Anh nói nó đang làm việc cho người Đông Dương. Em thật sự không thể tin. Chị Hưng à, ông chủ phía sau lưng của Chí Huy là người Đông Dương. Chí Huy thì có bản lĩnh gì mà người Đông Dương có thể coi trọng nó để cho nó làm việc chứ? Em vẫn không hiểu sao? Chí Huy làm chuyện xấu thì sẽ có rất nhiều người làm chuyện xấu. Bọn chúng chỉ muốn người của nước mình đánh người nước mình thôi. Đủ rồi, em không cho anh nói Chí Huy như vậy. Được rồi, em có thể không tin anh. Chúng ta cứ chờ xem đi. Trần Chân, những chuyện xảy ra gần đây làm em càng ngày càng khó xử. Chí Huy nó còn trẻ nên không hiểu chuyện, nhưng nó cũng là người của Phương gia mà. Anh cũng xem như một nửa là người của Phương gia. Phương gia có ơn với anh, những gì anh làm cũng là vì muốn tốt cho Phương gia thôi. Nhưng bây giờ anh lại từ chức tổng giáo đầu, không phải là anh đang đối đầu với Chí Huy hay sao?
Cái gì? Đội bảo vệ của xưởng sợi toàn bộ đã bị đuổi sao? Dạ đúng. Hứa Nghiễn Nùng đã chấm dứt hiệp đồng với võ quán Phúc Quy. Bây giờ bảo tiêu của xưởng sợi toàn bộ là người của Trần Chân. Cậu làm cái kiểu gì vậy? Bây giờ việc mà Phương thiếu gia làm chắc chắn sẽ đắc tội với họ. Đó là điều không thể tránh khỏi. Người của cậu đã bị Hứa Nghiễn Nùng đuổi hết toàn bộ. Chuyện này rất bất lợi với chúng ta. Tâm lý của họ đang đề phòng tôi. Chuyện đó rõ ràng lắm rồi. Như vậy cũng tốt. Quan hệ của cậu và Nghiễn Nùng đã đi tới bước này rồi. Không còn lo ngại gì nữa. Hành động nhanh một chút. Giờ cổ phần 25% của chú Qua ở liên minh xưởng sợi đó phải nhanh chóng đoạt về tay. Chú Qua không giống như Phùng Mãn. Thế lực của ông ta ở Bắc Bình rất lớn. Trước tiên phải làm yếu thế lực của ông ấy, mới làm ông ấy cúi đầu được. Bất luận cậu làm như thế nào, chúng ta nhất định phải nhanh chóng khống chế kinh tế của Bắc Bình. Sato tiên sinh đừng có nóng lòng mà. Ông giở trò bao nhiêu năm nay, không phải để được đắc thủ sao? Thiên đại tiểu thư, đây là trung thôn tướng quân gấp, không phải là tôi gấp. Sato tiên sinh, tôi nhất định tận lực, trong vòng một tháng sẽ xử lý xong chú Qua. Tôi đợi cậu. Phương quán chủ, hôm nay tới đây là để ghé chơi hay là có hứng chơi một vài ván bài vậy? Chuyện lần trước tôi nói, chú Qua có trả lời gì chưa? Mau đặt đi, mau đặt đi, mau đặt đi. Chú Qua ở trên địa bàn này kinh doanh đã hơn mấy mươi năm, chưa bị ai tới thu tiền hết. Chỉ có nghĩa là không đồng ý rồi. Phải đó. Nếu đã như vậy, sông bạc này đừng có mở nữa. Chuyện này hình như Chí Huy thiếu gia có nói gì cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ tôi nói với ông, sông bạc Hoàng Long này thuộc về võ quán Phúc Quy của tôi. Ồ, Chí Huy thiếu gia có ý muốn mua sông bạc của chú Hoa hay sao vậy? Chuẩn bị trả bao nhiêu tiền đây? Ông ra cái giá đi. Rồi. Dễ thôi. Ít nhất 50 vạn đại dương. Được. Hãy xỉu đây. Chấp nhận. Nhìn cho kỹ. Ồ, hay lắm. Vậy thì giao tiền cọc đi. Tiền cọc là 8 vạn. Rồi, muốn lấy tiền cọc. Đúng. Cho ông. Rồi, đặt đi, đặt đi. Rồi, đặt nha. Phương Chí Huy, muốn đòi tiền có Phương gia gia ông hả? Gan ông cũng to lắm. Phương Chí Huy, bây giờ cậu muốn trở mặt đó hả? Là các người không nể mặt tôi, nó sớm đã bị xé nát rồi. Cậu nghe đây. Nè, đặt mau. Ông không đồng ý điều kiện của tôi, ngày nào tôi cũng tới. Coi Hoàng Long này có bản lĩnh gì. Đập cho tôi. Đập đi. Oh!
Trần Trần, anh đừng nhúng tay vào. Tôi không muốn tổn thương hòa khí với anh. Tôi đã tiếp quản liên minh sửng sợi. Chú Hoa là cổ đông lớn thứ hai. Chuyện cô mấy tôi phải lo. Sao đánh dữ vậy? Anh buông tay trước đi. Việc của chúng ta bàn riêng. Không có gì phải bàn hết. Người này tôi phải giữ lại. Anh dựa vào cái gì mà giữ người của tôi? Tôi không nói với cậu. Cậu đi nói với chú Hoa đi. Bàn xong tôi thả hắn ra. Anh đừng ép tôi phải làm chuyện tuyệt tình. Tôi lúc nào cũng chờ cậu hết. Bắt giam hắn lại. Đi. 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 Đi bắt. Đi. Sao tiên sinh? Con đường Thông Châu là con đường chúng ta nhất định sẽ đi qua. Chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Nhưng mà tiến lên chút nữa sẽ gặp phải đội ngũ của quốc quân. Cậu có lòng tin không? Có. Vậy tốt, người của tôi sẽ cùng xuất hành cùng với cậu. Khi tới Hạ Quan, người của cậu sẽ lên trước. Nếu như có tình hình khẩn cấp gì, người của tôi sẽ ra tay giúp cho cậu. Đã hiểu chưa? Đã hiểu. Sato tiên sinh, có cần kêu tỉnh dân đi chung không? Không cần đâu. Bây giờ chưa phải lúc cần tới nó. Những chuyện như vậy, tốt nhất là đừng để cho nó biết. Hàng quân nhân. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh tay một chút đi. Khâu bác, anh phụ trách xe kia nha. Được, không thành vấn đề. Đã. À, sư huynh. Đã chất hết lên chưa? Đã chất lên hết rồi. Được, đi thôi. Được, xuất phát. Đi đường cẩn thận nha. Cứ yên tâm đi. Không có chuyện này, chuyện này đi. Chuyện này không có yên tâm đâu. Chuyện này lời to rồi. Thì cứ lại nói là làm theo lời của là không có sai đâu. Đúng không? Đúng đó. Yên tâm. Ha. Yên tâm, yên tâm. Đúng rồi. Cứ yên tâm đi. Phải vậy chứ. Trả lời mà. Anh Quy tới rồi kìa. Ừ. Anh Quy tới rồi. Anh Quy. Anh Quy à, cũng sắp tới giờ rồi. Xuất phát. Các anh em, xuất phát. Đi thôi. Chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị xong hết rồi. Kêu anh em núp vô đi. Được. Núp đi. Nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Nhanh lên.
Cậu bác, chạy đi. Phương Chí Huy, chạy đi. Chạy đi. Lão gia, có chuyện gì vậy? Trần Chân và Lục Đại An đang ở phòng khách chờ ông, nói là có chuyện gấp. Được, mau. Trần Chân, đã xảy ra chuyện gì? Thưa tiên sinh, hàng giao ra Thông Châu hôm nay bị người ta cướp toàn bộ rồi. Là ai ra tay? Sao dám cướp đồ của Quân Nhu vậy? Là Phương Chí Huy. Sao nó lại dám to gan như vậy? Tôi nghĩ trong chuyện này có người Đông Dương đang giúp cho hắn. Vậy chúng ta chết bao nhiêu người? Chết gần 10 anh em, chỉ có tôi và Khâu Bác thoát được ra ngoài thôi. Cậu chắc chắn đó là Phương Chí Huy chứ? Không thể lầm được, chính mắt tôi nhìn thấy khăn che mặt của hắn bị rớt xuống mà. Sự việc lần này xảy ra lớn như vậy, tôi thấy cần phải đi tìm Kim cục trưởng, phải để cục trưởng cảnh sát vào cuộc thôi. Bây giờ Chí Huy đã thật sự trở thành động lõa cho người Đông Dương. Chí Huy hiện tại làm quá nhiều việc nguy hiểm, không thể tiếp tục như vậy nữa. Tối hôm nay trong lúc làm gì, đã có người nhận ra anh rồi. Là ai? Lục Đại An. Nhận ra thì thế nào? Hắn ta sẽ tới cục cảnh sát để truy tố anh. Một mình hắn nói không đủ rõ ràng đâu. Em sẽ kiếm thêm mấy chục người chứng minh là anh không ở hiện trường. Anh bây giờ đã đi tới tận cùng sự đối lập với người Trung Quốc rồi. Nhưng anh lại gần gũi với em hơn. Chí Huy, anh làm cho em thấy hãnh diện lắm. Bây giờ chuyện gì anh cũng có thể làm được. Anh muốn hút điếu thuốc. Chí Huy, anh rất là xuất sắc, vượt hẳn kỳ vọng của em đối với anh. Nhưng mà anh lúc nào cũng nấp dưới cái bóng của em. Anh hình dung em như là cái bóng sao? Kể từ lúc về Bắc Bình, anh cứ đi ở phía sau lưng của em, càng đi càng gần. Đúng, anh chính là cái bóng của em. Vậy em là cái gì của anh? Em là ác mộng của anh. Ah.
Võ Quán. Đại sư, 40 lượng. Dạ. Cảm ơn, cảm ơn. Võ Chương, 40 lượng. Ê, à, tới đây. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Quá là không sai. Trời ơi, quá 40 lượng luôn. Lần này phát tài rồi. Dạ. Chắc giả cho các anh em rồi. Người nào cũng có phần. Sau này chỉ cần theo chiếc quy tôi chịu khó làm việc, tôi đảm bảo mọi người sống thoải mái. Tất cả các anh em bị thương vong đã sắp xếp hết chưa? Cứ làm theo quy tắc cũ. Phải lo làm hậu sự, sắp xếp cho thỏa đáng đó. Tránh ra, lên cho tôi. Anh muốn làm gì? Hôm nay tôi phải phế cậu. Trần Chân, em biết rõ tội lỗi chiếc quy phạm phải không thể tha thứ. Em đã chỉ nó, em đồng ý chịu phạt cho nó. Chị đừng có năn nỉ hắn. Ngày hôm nay em bị thua với tài khoản, coi như là xui xẻo. Cứ để cho hắn phế em đi. Chị Quy, sao em lại không thay đổi sắc mặt, làm những chuyện dơ bẩn như vậy? Em tự kiểm điểm đi. Trần Chân, Trần Chân, em đừng trách anh chị Hưng. Khi nãy anh làm vậy là vì muốn tốt cho Phương gia. Em không trách anh, chỉ là em không đành lòng nhìn thấy em trai ruột của mình trở thành phế nhân dưới tay của người khác. Anh rất hiểu tâm trạng của em. Nếu như đổi lại là em trai ruột của anh, anh cũng không muốn như vậy. Có điều hôm nay anh tha cho Chí Quy, không biết đó là phúc hay là quà. Con còn biết cánh cửa của Phương gia mở hướng nào hay sao hả? Mẹ, bất luận con có làm chuyện gì và mẹ với chị có vui hay không, con cũng đều chỉ muốn tốt cho Phương gia. Cậu đừng nói là gì tốt cho Phương gia, chúng tôi nhận không nổi đâu. Phương gia cũng không có đứa con như cậu. Cậu đừng mang họ Phương nữa, đổi họ Viên cho rồi. Mẹ, con biết cho tới bây giờ mẹ vẫn còn giận con. Con cũng không muốn đi với bọn người Đông Dương đó. Nhưng họ cho Phương gia nhiều tiền như vậy, con cũng phải làm chút gì cho người ta chứ. Làm mấy chuyện giết người cướp hàng đó sao? Chị thật là hối hận. Hôm đó chị không nên ngăn cản Trần Chân, để cho anh ấy phế em luôn đi. Chị à, em đã đi vào con đường này rồi, không có quay đầu được nữa. Quay đầu hay không, tự em quyết định là được. Chân là của em, ai cản nổi em chứ? Mọi người Đông Dương nó cản nổi em. Mọi người tưởng tôi muốn đi là đi được hay sao? Từ lúc đó xui xẻo không phải là một mình Phương Chí Huy tôi, mà cả Phương gia đều sẽ gặp quả sát thân. Nếu biết có hôm nay, sao lúc trước em lại làm? Chí Huy, cậu cút đi có nghe thấy không? Cút đi cho xa, hễ nhìn thấy cậu là tôi giảm thọ. Được, con đi. Đây là cái gì? Vé xe lửa đi Thượng Hải.
Hy vọng chị có thể thuyết phục được Trần Chân rời khỏi Bắc Bình. Em muốn kêu anh ấy rời khỏi Bắc Bình, sau đó để em có thể ngang nhiên công khai làm chuyện xấu sao? Không phải là em, là bọn Đông Dương muốn anh ta đi. Trần Chân sẽ không đi đâu hết. Chị cũng không đồng ý cho anh ấy đi. Không đồng ý sẽ bị chết. Người có tin võ hội cũng sẽ bị giết. Bọn họ gấp lắm rồi, chuyện gì cũng có thể làm được. Em còn mặt mũi nói những lời này nữa sao? Em chính là tay sai của bọn Đông Dương. Sau khi em trở về, những chuyện xấu em làm còn ít sao? Chí Hân, đừng phí lời với nó. Kêu nó cút đi, cút đi cho thật xa, vĩnh viễn đừng có bước vô căn nhà này nữa. Lời của mẹ nói em nghe không? Đi đi, mau đi đi. Chị, cậu đừng gọi tôi là chị. Cậu làm cho tất cả mọi người đau thấu tâm can. Cậu mau đi đi, đi mau đi. Tôi nói cho các người biết, Phương Chí Quy tôi sẽ có một ngày làm rạng rỡ tổ tông. Các người nhất định sẽ tới xin tôi. Phương gia sẽ có ngày phải cảm kích tôi. Hình như trong lòng có tâm sự hả? Không có chuyện gì hết. Ban ngày ngồi uống rượu. Muốn uống thôi. Hãy nói thật đi. Chuyện gì làm anh bất an? Mẹ anh và chị anh đã đuổi anh ra khỏi Phương gia. Em còn tưởng là xảy ra chuyện gì lớn lao chứ. Em nghĩ đây là chuyện nhỏ hay sao chứ? Em cũng có cha mẹ, và còn có bốn anh chị em nữa. Vậy chắc chắn đó là một đại gia đình rất hòa thuận. Không, họ cũng đã rất nhiều năm không biết em đang ở đâu. Em không có liên lạc gì với họ hết. Cho nên em cũng giống như không có nhà. Đã có mâu thuẫn sao? Không, họ rất yêu thương em, em cũng yêu thương họ. Vậy tại sao lại không liên lạc? Làm gì sự nghiệp. Chí Quy, em là một phụ nữ mà còn như vậy. Anh là đàn ông con trai, càng không nên đặt nặng tình cảm. Chúng ta là hai người cô độc, giây phút này nên nương tựa lẫn nhau, làm nên một sự nghiệp lớn, sau đó làm rạng danh tổ tông. Được, anh hứa với em. Cũng không còn nhiều thời gian, cố gắng hơn nữa để lấy được xưởng sợi liên hiệp. Em hy vọng anh đừng làm em mất mặt trước người của nước em. Anh sẽ ráng. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Hương Diễn Nùng có tới tìm anh à? Không sai. Tìm anh để làm gì chứ? Muốn mua thứ mà ông cũng muốn mua. Anh đã đồng ý bán cho hắn sao? Vẫn chưa nữa. Chẳng qua là Hứa tiên sinh đồng ý trả giá tiền gấp đôi. Qua Thành tiên sinh, làm người thì đừng có lật lọng nha. Vẫn chưa ký kết, sao có thể nói là tôi lật lọng? Anh muốn giá thế nào? Hứa tiên sinh trả giá gấp đôi cho tôi. Sao tôi tiên sinh à, ông cứ liệu mà làm đi. Lợi dụng hàng hiếm đẩy giá thật cao.
Đây là quy tắc cơ bản nhất trên thương trường đó. Hướng diễn đùng trả anh gấp đôi, vậy tôi trả cho anh gấp ba đủ không? Sato tiên sinh không cần phung phí, 2 lần rưỡi là đủ rồi. Đây là giá cuối cùng, hay đợi lúc cuối cùng hướng diễn đùng trả thêm giá? Hey, Sato tiên sinh coi tôi là hạng người gì chứ? Là tiểu nhân không biết tốt xấu. Sato tiên sinh không cần nổi nóng đâu. Được, tôi cho anh gấp 2 lần rưỡi, lúc nào ký kết? Tùy ý. Vậy tối hôm nay, nghe theo lời của Sato tiên sinh. Địa điểm thì sao? Phòng làm việc của tôi, tôi ký tên, ông giao tiền. Được, yên tâm, tôi sẽ đem theo ngân phiếu. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Tối hôm nay tôi sẽ chờ ông ghé thăm. Xin mời. Chị Quỳ. Sao tôi tiên sinh? Rượu mời không uống, uống rượu phạt, cậu biết làm gì chưa? Tôi không biết. Ra ngoài đi. Thiện Kiến Trạch. Có. Cậu đã biết nên làm gì rồi chứ? Xin Sato tiên sinh căn dặn. Giết gà dọa khỉ, hãy lo tốt chuyện này cho ta. Dạ. Còn có nhiều sức lực như vậy, anh không mệt sao? Chí Huy, hình như trong lòng anh đã có ngọn lửa giận. Không phải là lửa giận, là lửa đang nung nóng. Ai đang nung nóng anh vậy? Chính là anh. Đừng có kiếm chuyện với mình nữa. Cổ phần của Hoa Thành đã bán cho Sato chưa? Vẫn chưa nữa, sắp rồi. Sau khi Hoa Thành bán cổ phần cho các người, Hứa gia sẽ sụp đổ. Anh lo lắng cho Hứa gia. Hứa gia sụp đổ, Phương gia cũng sẽ sụp đổ. Có anh đi, Phương gia sẽ không bị sụp. Em bảo đảm. Em bảo đảm. Thật ra trong xương cốt người nước em vẫn luôn xem thường người dân nước tôi. Chí Huy, đừng có lòng tự ti mặc cảm dân tộc nữa. Em không hề có ý cười nhạo anh. Bây giờ anh trở nên rất yếu đuối. Nhưng tôi đã làm hại đồng bào của tôi. Xem ra quả thật anh đã ăn no uống đủ. Nếu như anh vẫn còn là tên kéo xe khốn khổ buôn ba khắp nơi ở Thượng Hải, anh có lo nghĩ nhiều vậy không? Mới làm người thượng lưu có vài ngày đã có bệnh quý tộc rồi hả? Xem ra tốt nhất nên bớt tôn trọng anh lại một chút. Anh chỉ xứng bị roi quất mà thôi. Thiên đại à, tôi không phải có ý này. Vậy thì anh có ý gì? Chẳng qua trong lòng tôi bực bội, tùy tiện nói vậy thôi. Cô đừng có để tâm. Tôi để tâm rồi. Xin lỗi nha, tôi không nên chọc cô nổi giận. Chí Huy, anh không thể phụ lòng kỳ vọng của tôi đối với anh. Phải. Hãy thu cái tướng đau khổ của anh lại đi. Làm cho ai xem hả? Lấy tinh thần làm việc. Hứa tiên sinh, tôi đã ở đây đợi ông nhiều giờ rồi.
Hình như tôi không có hẹn với ông. Sao tự nhiên tới đây vậy? Quyền lợi trong xưởng sợi, tôi phải tự mình tới đây tranh thủ chứ. Đừng có tự mình mơ mộng. Ông có quyền lợi gì? Đợi tôi mua được cổ phần trong tay của Hoa Thành thì cổ phần của tôi với ông sẽ ngang nhau. Sau này vì có xưởng sợi liên hiệp, ít nhất tôi có thể quyết định một nữa. Ông được có hồng. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho ông dùng thủ đoạn đê hèn này chiếm được đâu. Cứ đợi mà xem. Tôi muốn xem thử vị trí đồng sự trưởng của ông còn ngồi được bao lâu. Ông nằm mơ đi. Câu nào của tôi cũng là thật. Ông chấp nhận sự thật đi. Được, được, được. Tôi không muốn bàn với ông về chuyện của xưởng sợi. Vậy bàn cái gì? Hả? Vậy thì bàn về Thiên Kim Hứa tiểu thư của ông đi. Nghe nói bây giờ Hứa tiểu thư ngày nào cũng ở chung với người của nước tôi, rất mực yêu thương. Tôi thấy không lâu nữa người nước tôi sẽ trở thành cha của đứa cháu ngoại của ông nữa. Tôi thấy hay là ông thà đứng về phía chúng tôi đi. Sato, đừng có vô sỉ như vậy. Được, nếu như ông nói như vậy, tôi cũng có thể nói với ông, con gái của tôi rất nhanh chóng sẽ làm mẹ của người trong nước ông rồi. Vậy ông có biết con rể Tĩnh Vân của ông là người ra sao không? Tôi không có hứng thú biết hắn là người ra sao. Ông còn nhớ đêm hôm đó có người ám sát Long Thiệu Cơ không? Người đó chính là Tĩnh Vân, con gái cưng của ông, hàng ngày ngủ chung với tên sát thủ của chúng tôi. Nghe ra thật khiến người ta cảm thấy rất phấn khích. Sao tốt? Đứng vững một chút, đứng vững một chút. Sato, tôi nói cho ông biết, tôi tuyệt đối sẽ không để mình gục ngã trước mặt các người đâu. Sẽ tuyệt đối không. Ông đừng có gục ngã. Vài ngày nữa tôi còn triệu tập mở đại hội cổ đông xưởng sợi. Lão gia, tôi đưa ông đi bệnh viện nha. Không sao, tôi không sao. Hứa tiên sinh, hãy uống thuốc đi. Cảm ơn con. Chị Hân à, Trần Chân đâu rồi? Anh ấy đang ở xưởng. Khoảng thời gian này cực khổ cho hai người rồi. Không cực khổ. Hay nhà chúng ta còn phải khách sáo nữa sao? Bác sĩ nói dạo này sức khỏe bác ra sao vậy? Không sao. Bác sĩ nói chỉ là lo nhiều kiệt sức, căn bệnh dạ dày cũ lại tái phát thôi. Lão gia, có chuyện gì vậy? Hoa Thành thiếu gia đưa văn kiện gấp tới. Mở ra coi thử đi. Nói là chuyện chuyển nhượng cổ phần xưởng sợi, hẹn ông lập tức đi bàn. Lập tức à? Đúng, ở văn phòng của cậu ta. Thưa quý, mau đi thay quần áo cho tôi. Hứa tiên sinh, sức khỏe của bác như vậy sao mà đi được nữa? Lão gia, hay tôi giúp ông đi xem thử nha. Vô ích thôi, bình thường ông không làm chủ, hắn không có quan tâm ông đâu. Hứa tiên sinh, con đi giùm bác. Cũng được, con đi tương đối thích hợp hơn. Như vậy đi, con nói với hắn, nếu giá của hắn đưa ra không cao hơn giá thị trường 3 lần, bác không đồng ý với hắn đâu. Nếu như có thể được, mời hắn tới chỗ bác để ký kết. Con đã biết rồi. Con tranh thủ đi, đi sớm về sớm nha. Hoa thiếu gia, Hoa thiếu gia, Hoa thiếu gia. À.
Phương Chí Hân, thật không ngờ là cô là một phụ nữ mà không ngờ ra tay độc ác như vậy. Hoa Thành và cô không có thù oán gì, tại sao cô lại phải giết hắn chứ? Cô Phương, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, cô còn gì để nói không? Võ Quán Phúc Quy. Chị Hưng, chị Hưng, chú Bỉnh, chú Bỉnh, chú Bỉnh. Ờ, có nhìn thấy chị Hưng đâu không? Tối hôm qua ra ngoài tới bây giờ vẫn chưa thấy về nữa. Cái gì? Tối qua ra ngoài tới bây giờ vẫn chưa về sao? À đúng vậy. Chú Bỉnh à? À, chú Bỉnh. Ơi à, chú Bỉnh. À, cậu bác, có chuyện gì? Hứa tiên sinh kêu tôi tới đây hỏi Phương tiểu thư đã về Võ Quán chưa. Ờ, chuyện này Phương cô nương hiện không có ở nhà Hứa tiên sinh sao? Ờ, tối hôm qua đã đi rồi. Hôm qua Hoa Thành thiếu gia đưa thư tới, kêu Hứa tiên sinh tới đó đàm phán. Hứa tiên sinh thấy không được khỏe, đã nhờ chị Hân tiểu thư đi. Chị Hân cô ấy đã đi đâu? Phòng làm việc của Hoa Thành thiếu gia. Hứa tiên sinh có sao không? Ờ, trước mắt thì không có gì đáng ngại. Lúc nãy ông ấy cứ trông ngóng tin tức của Chí Hân tiểu thư. Ông ấy cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ. Ông ấy lo sợ đây là một cái bẫy của Sato. Anh quay về chăm sóc Hứa tiên sinh đi. Tôi tới chỗ Hoa Thành xem thử. À, được. À, tôi ra ngoài một chút. Được. À, được. Sự việc là như vậy. Hả? Ở chỗ này. Ê, hay da, Trần Chân à, cậu đã về rồi hả? Có chuyện gì? Tiểu thư đã xảy ra chuyện rồi. Trần Chân, nói cho anh biết, tối hôm qua Phương Chí Hân cầm dao hành hung đã giết chết Hoa Thành, hiện giờ đang bị cảnh sát bắt giữ. Các người làm sao bắt được cô ấy? Là người Đông Dương bắt quả tang tại hiện trường, còn bị chụp hình lại nữa. Hả? Tình hình cụ thể xem tin trên báo hôm nay đi. Trại giam số 1 thành phố Bắc Bình. Ê, cô Phương à, tại sao nửa đêm cô lại chạy tới văn phòng làm việc của Hoa Thành vậy? Bây giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, lại có chụp hình tại hiện trường. Ê, chuyện này của cô có chút phiền phức đó. Nè cô Phương à, Hoa Thành rốt cuộc có phải do cô giết không? Bây giờ là ông đang thẩm vấn tôi sao? Tôi hy vọng cô cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Không phải. Không phải cái gì? Hoa Thành thiếu gia không phải do tôi giết. Lúc tôi tới đó thì người đã chết rồi. Có ai mà giết người xong còn giơ dao lên chờ người khác tới chụp hình hay không? Được, không cần nói nhiều. Chỉ cần cô nói hung thủ không phải là cô là được rồi. Vậy thì ra sao? Bởi vì trong lòng của tôi, cô không phải hung thủ. Nhưng các người vẫn nghi ngờ tôi có tội nên mới giam tôi ở đây, không phải sao? Cô Phương à, tôi sẽ nhanh chóng điều tra tình hình, cũng hy vọng cô đừng làm khó tôi.
Tờ báo sáng bắt bình một cô gái xinh đẹp nửa đêm cầm dao giết người. Chị Hân đã vì tôi mà bị oan. Lẽ ra sao tôi đang muốn giá họa lên người của tôi. Bây giờ hắn là chó chạy đường khôn rồi. Chị Hân đã thay tôi chịu khổ rồi. Tôi nhất định phải cứu con bé ra. Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ cách. Tôi đi tìm Chí Huy. Tìm Chí Huy có ích gì không? Chí Hân là chị của hắn. Hắn là em trai sao có thể bỏ mặc được. Đúng 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 đúng. Đi mau đi. Đúng. Đi mau. Võ quán Phúc Huy. Anh Huy à, Trần Trần tới rồi. Chú Huy, chuyện bọn Đông Dương hãm hại chị cậu còn có biết không? Không cần anh phải nói. Bây giờ lửa đốt tới đầu Phương gia rồi mà cậu vẫn giữ dương được sao? Anh muốn tôi phải làm sao? Đi tìm Sato đi. Hắn ta nghe lời tôi sao? Lâu nay cậu làm việc cho Sato, ít nhất hắn cũng phải nể mặt cậu chứ. Nếu như hắn ta nể mặt thì đã không làm, còn giao chị của tôi cho cục cảnh sát rồi đăng tấm hình chụp được lên báo nữa sao? Nếu vậy cậu mở mắt nhìn Chí Hân bị giam trong tù không lo hay sao? Anh đừng có dạy dỗ tôi. Nếu như không phải các người ngày nào cũng chống đối với bọn họ, họ sẽ làm khó chị tôi sao? Phương Chí Huy, cậu còn là người hay không vậy? Bây giờ bọn Đông Dương ép chúng ta tới không còn đường đi rồi, mà cậu còn đem tội lỗi trút lên đầu chúng tôi sao? Cái gì mà không còn đường đi? Chỉ là một xưởng sợi liên hiệp thôi. Bọn họ muốn mua thì các người cứ bán đi, giá tiền lại sòng phẳng, bọn họ có cướp không đâu chứ. Mục đích của Sato là muốn dùng xưởng sợi liên hiệp để sản xuất quân phục cho quân đội nước họ, sau đó giết đồng bào chúng ta. Anh đừng có giảng đạo lý cho tôi. Chí Huy, bây giờ tôi hỏi cậu, rốt cuộc tôi và cậu có phải người cùng một nước không? Tôi không phải người gì hết. Anh đi đi. Bây giờ bản thân cậu tôi tự nhìn nhận mình cũng không dám sao? Ở trong mắt các người, từ lâu tôi đã là một kẻ ác, chuyện gì cũng dám làm. Có bản lĩnh thì anh phế tôi đi. Đừng nói là phế cậu, cho dù giết cậu cũng không quá đáng. Được, chuyện này cứ vậy đi. Báo cáo. Vào đi. Cục trưởng, Trần Chân tới đây, hắn muốn gặp ông. Cho hắn vào đi. Dạ. À, Trần Chân à, cậu tới đây vì chuyện của cô Chí Hân phải không? Kim cục trưởng, Chí Hân là bị bọn Đông Dương hãm hại. À, cậu nói cũng vô dụng thôi. Bọn họ đã chụp được hình của Chí Hân tại hiện trường. Hơn nữa Sato bọn họ đang tìm qua thành để tiến hành giao dịch. Giờ họ đang khởi tố Phương Chí Hân về tội cố ý giết người đó. Ông không cần nói nhiều với tôi đâu. Rốt cuộc phải làm sao mới chịu thả người? Trừ khi bọn họ hủy bỏ đơn khởi tố, hơn nữa tuyên bố qua thành không phải là Phương Chí Hân giết, nếu không không thể thả người. Ông biết rõ chuyện này do đám Đông Dương làm mà, tất cả chứng cứ đều là giả hết, làm sao hắn chịu hủy bỏ đơn khởi tố? Ông có thể tự điều tra mà. Cậu la hét cái gì với tôi hả? Nhân chứng vật chứng đầy đủ, tôi còn điều tra cái gì hả? Chỉ dựa vào một tấm hình cầm con dao là có thể chứng minh Chí Hân giết chết người sao? Nhưng vẫn đáng tin hơn là từ miệng cậu nói. Tôi thực sự không hiểu cục cảnh sát mấy người làm việc kiểu gì. Trần Chân, tôi cảnh báo cậu nha, nói chuyện chú ý một chút. Bọn Đông Dương làm săn làm bậy thì được, còn người dân nước ta nói sự thật thì không được sao? Phương thiếu gia,
câu vì một người Trung Quốc tới đây kêu tôi thả người sao? Người đó không phải là ai khác mà chính là chị của tôi. Chị của cậu đối với người của chúng tôi hết lần này tới lần khác. Nếu không phải nể tình cô ta là chị của cậu thì cô ta đã không sống được tới hôm nay. Sao tôi tiên sinh, thật xin lỗi, xin ngài hãy nương tay cho. Cậu muốn tôi làm sao? Xin ngài hãy thả chị tôi ra. Quá muộn rồi, cô ta không ở trong tay của tôi. Cậu đi tìm Kim cục trưởng đi. Chỉ cần ngài chịu ra mặt, chắc chắn Kim cục trưởng sẽ làm theo ý của ngài. Sao cậu cũng có một giọng điệu giống với Hứa Nghiễn Nùng vậy? Ông ta đường đường là cục trưởng cục cảnh sát Bắc Bình, dựa vào cái gì mà nghe lời một người nước ngoài như tôi? Sao tôi tiên sinh, tôi năn nỉ ngài, coi như nể tình lâu nay tôi liều mạng cho ngài. Chị của cậu giết người chứng cứ đầy đủ, tôi quả thật không có khả năng. Đừng có làm lỡ thời gian nữa, hãy mau đi tìm Kim cục trưởng đi. Sao tôi không nhận lời anh? Không có. Em nghĩ ngày ấy cũng không nhận lời được. Thiên Đại, sau khi anh từ Thượng Hải về Bắc Bình, em đều thấy hết rồi. Anh vì em, vì đạo trường Hồng Khẩu, anh đã đánh đổi tất cả mọi thứ. Bây giờ kêu cứu chị của anh lại không nể mặt một chút nào. Chí Huy, đây không phải là chuyện của anh. Công lao của anh ai cũng nhìn thấy hết. Muốn trách thì hãy trách bản thân chị của anh. Đang sống yên ổn mà không chịu, cứ phải đứng về phía của Hứa Nghiễn Nùng và Trần Chân, chống đối với chúng tôi. Chỉ cần chị của anh bình an vô sự, anh đảm bảo thuyết phục chị ấy không tham gia vào chuyện của xưởng sợi nữa. Anh thuyết phục không nổi cổ, giống như anh không thuyết phục nổi Sato. Cho nên anh mới nhờ em giúp đỡ. Nhờ em cũng vô ích thôi. Những việc Sato đã quyết định, em cũng không có quyền thay đổi. Thiên Đại, em nhất định phải giúp anh lần này. Bỏ tay ra đi, em đang chải tóc. Nhưng anh chỉ có mỗi một người chị này. Chị ấy là người thân duy nhất của anh. Anh cứ về trước đi, em nói thử giùm anh. Vậy anh làm phiền em. Chỉ cần có thể cứu được chị của anh ra, sau này kêu anh làm gì anh cũng làm. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tỉnh Chân. Hả? Nghĩ đi nghĩ lại, giờ gì Chí Hân, anh đi tới đạo trường Hồng Khẩu năn nỉ Sato, cô ấy đâu thể giết người chứ, rõ ràng là vu oan cho cô ấy. Nhưng mà anh đã không còn là người của đạo trường Hồng Khẩu, họ sẽ không nghe lời của anh đâu. Nhưng mà chúng ta đâu có biện pháp nào khác, cũng phải thử một lần. Cũng được, bất luận họ có nghe lời anh hay không, anh cũng đi nói thử. Chỉ một Phương Chí Hân mà làm bao nhiêu người phải bận lòng. Bây giờ tới một người của gia tộc Liễu Sinh cũng đứng ra xin cho cô ta. Xin Sato tiên sinh hãy nể mặt cho. Con đã không còn là người của đạo trường Hồng Khẩu, tại sao ta phải nể mặt con? Con chỉ đang cầu xin ngài. Mấy ngày nay có rất nhiều người tới chỗ của ta để xin xỏ. Câu trả lời của ta chỉ có một. Bây giờ người không còn trong tay ta. Nếu muốn giải quyết vấn đề thì phải đi tìm Kim cục trưởng. Sato tiên sinh, Hứa tiên sinh tới rồi. Hứa tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh. Sato tiên sinh. Sato tiên sinh, người hãy bàn với Hứa tiên sinh đi. Con ra ngoài trước đây. Không, con không cần đi. Mọi người đã là người một nhà, con cứ ở lại đây, có gì chúng ta cùng nhau nói. Sato tiên sinh. Hứa tiên sinh, ông không cần phải nói nữa. Tôi đoán ông cũng giống như Tỉnh Dân, cũng tới đây là để năn nỉ cho Phương Chí Hân. Chuyện này được rồi, nói thử điều kiện của ông đi. Điều kiện của tôi lâu nay ông biết rất rõ, tôi chỉ có hứng thú với cổ phần của xưởng sợi Liên Hiệp thôi. Được, vậy tôi nói thử về cổ phần xưởng sợi Liên Hiệp vậy. Hứa tiên sinh, tại sao hôm nay lại phóng khoáng vậy? Hết cách rồi, cô Phương này đã chịu nạn giùm tôi đâu thể không lo chứ. Phùng Mãn,
chú Hoa, Hoa Thành, cổ phần của họ đều trong tay của tôi, cộng thêm 5% cổ phần mà trước đây tôi mua từ tay của ông. Cổ phần của tôi hiện giờ đã ngang hàng với ông rồi. Chuyện này tôi đều biết. Như vậy đi, ông đã tốn bao nhiêu tiền? Tôi đồng ý cả cao gấp 3 lần để mua lại tất cả. Nực cười, người trong nước chúng tôi không có tiền sao? Hôm nay cho dù ông có muốn bán cổ phần cho tôi cũng không muốn chia thêm một xu nào nữa. Được, vậy hãy thử nói điều kiện của ông đi. Viết một thư tuyên bố lấy 1% cổ phần của ông tặng không cho tôi đi. Tôi 51%, ông 49%. Như vậy tôi có thể tiếp nhận toàn diện xưởng sợi liên hiệp của ông. Chuyện này không thể nào. Điều kiện của ông đưa ra quá vô sĩ, tôi không thể chấp nhận được. Ông trở về suy nghĩ cho kỹ lại đi. Tôi cho ông thời gian 3 ngày để suy nghĩ. Trong vòng 3 ngày Phương Chí Hân sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng. Hứa tiên sinh, tôi muốn nói với ông là tối hôm qua Diễm Như đã sinh một đứa con trai. Chúng tôi đã đặt tên cho nó là Liễu Nghiễn Như. Không phải chữ Diễm của Diễm Như, mà chính là chữ Nghiễn của Hứa tiên sinh ông. Diễm Như nói là ông là người thân duy nhất của cổ, đặt ra cái tên này có thể đem tất cả người thân liên kết lại với nhau. Tốt. Mua một chìa khóa bình an cho đứa nhỏ, phù hộ cho nó bình an. Đừng có giống như tôi, cả đời phải chịu phiền phức không thôi. Rồi anh, có tin tức gì không? Anh không thuyết phục được Sato tha cho Chí Hân. Bỏ đi, anh cũng đã cố hết sức rồi, còn lại là do số phận cô ấy thôi. Ngoan. Nhưng mà lúc nãy anh có gặp được cha của em. Anh nói với ông ấy là con trai của chúng ta đã ra đời rồi. Vậy cha nói sao? Ông ấy đưa cho anh cái này. Hứa tiên sinh à, tôi đi tìm Kim cục trưởng rồi. Rõ ràng ông ta biết bọn Đông Dương cố ý hãm hại Chí Hân, nhưng mà không chịu giúp gì. Sao tôi làm như vậy? Chỉ là muốn há miệng nuốt sạch sướng sợi của tôi. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Tôi phải nghĩ ra cách để giải quyết. Phải làm sao giờ? Sao tôi đã giao hết nhân chứng vật chứng cho Kim cục trưởng. Khó lắm. Sao tôi là một tên lưu manh, chúng ta phải dùng cách khác để giải quyết. Trật chân à, cậu phải cẩn thận một chút. Ừ, ông yên tâm đi, Hứa tiên sinh. Ừ.
Đâu nào ăn đi. Đây, ăn đi. Ngon quá, nhiều đồ ăn đây cũng ngon quá. Có nhiều hổ lắm đó. Đâu đây ăn nhiều chút đi. Tôi gấp cho. Cái trà cứ tự nhiên, tự nhiên. Hay là cái gì đó được rồi. Món này ngon lắm đó. Ăn đi cũng mà. Đây xin mời, xin mời. Kêu thêm nữa không? Món này ngon lắm đó. Nè, ăn đi. Vậy sao? Ăn thử. Lâu rồi không gặp đó. À, kêu thêm món này nha. Cứ ăn đi. Được đó. Món này ở đây ngon lắm á. Kêu thêm bình trà nữa đi. Được. Trần Chân, anh tới đây làm gì? Tôi dẫn anh đi. Dẫn tôi đi đâu chứ? Đi rồi anh sẽ biết thôi. Đi để làm gì? Làm con tin của tôi, trao đổi Phương Chí Hưng. Nếu tôi không đi theo anh thì sao? Thì tôi cưỡng ép anh đi. Anh không dám. Trần Chân à, anh đừng có quên, tôi là người nước ngoài, là khách của đất nước các người đó. Anh không phải khách, anh là cướp. Trần Chân, giữa ban ngày ban mặt anh dám bắt cóc người nước ngoài, anh đang phạm pháp đó. Tôi vốn dĩ không hề xem anh là con người. Vào trong, vào đây, đi, vào trong, đi, đi. Ngoan ngoãn đi. Trần Chân, anh dám đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ cho anh hối hận đó. Bọn Đông Dương các người cũng biết hai chữ hối hận này sao? Đợi tôi ra ngoài được rồi, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Anh vừa nói gì? Tôi cho anh biết, tôi không cho anh ra ngoài thì anh không thể ra. Tôi có thể khiến cho anh vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Chào anh. Tịnh Dương, việc Sato hãm hại Chí Hưng anh có biết không? Tôi biết. Ngoài đường mọi người đều bàn tán. Nếu vậy phiền anh giúp tôi thông báo với Sato, Thiện Kiến Trạch đang ở trong tay của tôi. Hả? Anh bắt cóc Thiện Kiến Trạch sao? Chuyện hắn có thể làm, tại sao tôi không thể làm? Nếu là như vậy anh sẽ gây phiền phức lớn đó. Tôi mặc kệ gây phiền phức lớn bao nhiêu, cũng nhất định phải làm. Được, tôi nhất định sẽ giúp anh chuyển lời cho Sato. Còn nữa, nếu như Chí Hân không may xảy ra chút bất trắc nào, tôi sẽ không tha cho bất kỳ một người nào ở đạo trường Hồng Khẩu đâu. Gặp một tên tôi giết một tên. Tôi nói được làm được. Trần Chân muốn dùng Thiện Kiến Trạch trao đổi Phương Chí Hân sao? Hình như là ý này. Tại sao kêu con chuyển lời lại cho ta? Tình cờ gặp nhau giữa đường thôi. Còn nói gì nữa hả? Không nói gì khác. Hay lắm, có gan uy hiếp cả ta sao? Sato tiên sinh, có cần con chuyển lời lại cho Trần Chân không? Được, trở về nói với Trần Chân, Phương Chí Hân là kẻ giết người, chắc chắn sẽ bị trị tội. Còn Thiện Kiến Trạch là người nước ngoài hợp pháp, có bản lĩnh, kêu hắn hãy giết chết Thiện Kiến Trạch đi. Còn đi, cứ nói nguyên văn lời của ta, ta không đàm phán với hắn. Dạ. Sơn Bổng Hoành. Dạ. Cậu cùng tôi đi gặp Kim Cục Trưởng. Dân ở đây muốn giở trò rồi. Trần Chân, cậu đúng là hồ đồ mà. Nếu bọn họ bất nhân, không thể trách chúng tôi bất nghĩa được.
cậu đã gây ra quả lớn rồi. Sato vừa mới làm ầm trong văn phòng của tôi hết nửa ngày. Văn thư của lãnh sự quán bên đó sẽ đưa tới cục cảnh sát rất nhanh. Làm sao tôi giải thích đây? Một mình tôi làm, một mình tôi chịu. Ông cứ kêu họ tới tìm tôi đi. Tôi là cục trưởng cục cảnh sát Bắc Bình. Bây giờ người nước ngoài bị mất tích ở đây, tôi có thể bỏ mặc không lo sao? Cậu nói thử xem. Trừ phi họ quỷ bỏ khởi tố, tha cho Chí Hưng. Nếu không, tôi cũng không tha cho Thiện Ký Trạch. Nè, tôi mặc kệ thật hay giả, nhưng người ta có đầy đủ nhân chứng vật chứng. Cậu có thể vu khống Thiện Kiến Trạch có tội không? Hả? Hơn nữa, có bắt người cũng không tới lượt trần chân cậu bắt đâu. Cậu lập tức thả người cho tôi. Nếu tôi không thả thì sao đây? Cậu ép cảnh sát chúng tôi lập tức lục soát cả thành hả? Sau khi tìm được rồi thì bắt luôn cả cậu đó. Trần Chân à, Kim cục trưởng nói rất đúng, cậu cần phải thả người ra ngay. Không lẽ không cứu Chí Hân sao? Cậu làm như vậy sẽ cứu được Chí Hân hay sao? Có lẽ đây là cái bẫy mà bọn họ sắp đặt sẵn. Chúng ta không thể nào trúng kế thêm lần nữa. Bây giờ tôi không thể lo được nhiều. Tôi không thể không cứu Chí Hân. Chúng ta không thể nào làm như vậy được. Không phải sao tôi đang dòm ngó sự sợ của chúng ta sao? Cho dù không cần sửng sợi, cậu cũng không thể dùng hành vi lỗ mãng này để giải quyết vấn đề được. Trần Chân à, tôi hiểu được tâm trạng của cậu lúc này. Chí Hân nhất định phải cứu ra. Chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách, nhưng không thể hành động như vậy được. Trần Chân, Trần Chân à, đây, thư của Liễu Sinh gửi cho cậu. Không sai chứ, Sato đâu thể nào đáp ứng yêu cầu của cậu được. Trần Chân, mau thả người ra đi. Sato sẽ không tiếc một tên Thiện Kiến Trạch đâu. Cậu phải bình tĩnh suy nghĩ kế lâu dài, có được không? Cảnh sát toàn thành phố sẽ xuất phát sau 2 giờ nữa, lục soát cả thành phố. Cậu vẫn còn kịp đó. Trần Chân, anh muốn làm gì? Muốn dẫn anh đi. Dẫn tôi đi đâu? Thiên đường. Sao tôi tiên sinh nói thế nào hả? Ông ta kêu giết anh. Không thể nào, không thể nào, tôi không tin. Nếu không tin thì xuống âm phủ hỏi ông ta đi. Anh không dám giết tôi đâu Trần Chân. Anh không dám. Tôi nói cho anh biết, nếu tôi muốn giết anh thì giống như giết chết một con kiến mà thôi. Vậy là ý gì chứ? Về đạo trường Hồng Khẩu đi. Đi, đi. Nhảy lên. Đi. 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 Trần Chân đã giam cậu ở đâu? Kho hàng của xưởng sợi. Tại sao cậu ta lại không giết cậu? Tôi không biết nữa. Đó là bởi vì tôi kêu cục cảnh sát lục soát toàn thành phố, cậu ta mới không dám không thả. Cảm ơn Sato tiên sinh. Cậu hãy đi kiểm điểm lại đi. Với thân phận một võ sĩ giống như cậu, sao lại tùy tiện để cho cậu ta bắt được vậy? Thật là đáng xấu hổ. Tôi xin lỗi Sato tiên sinh. Trần Chân võ công cao cường, tôi không kháng cự nổi. Còn dám cãi hả? Dạ, tôi sẽ quay về kiểm điểm lại. Ra ngoài. Dạ.
chị à. Em đúng là có bản lĩnh. Mấy hôm nay chị thấy không ai có thể vào đây được. Người của đạo trường Hồng Khẩu, em nghĩ họ vẫn còn giữ lại chút sĩ diện cho em. Đúng, em đã làm bao nhiêu chuyện cho họ mà. Chị à, chị đã chịu khổ rồi. Đừng nói chuyện này. Em sống ở chỗ họ có tốt hơn không? Chị vẫn còn trách em sao? Trần Chân có tìm em, Hứa tiên sinh cũng đã tìm Sato, họ đều nghĩ cách để cứu chị. Chị à, em đang nói chuyện với chị đó. Chị không muốn nói chuyện với con chó của họ. Thiên Đại và Sato, em đều đã đi tìm họ, năn nỉ họ thả chị, nhưng mà... Nhưng mà họ không đồng ý. Họ không có nói dứt khoát như vậy, chỉ nói là sẽ bàn bạc lại. Chí Quy, em không cần dùng những lời này để dỗ ngọt chị. Chị không nhận đâu. Đám người giống như Sato là người như thế nào, em hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng mà ông ấy cho em lợi ích, lợi ích cho Phương gia. Đừng nhắc tới Phương gia. Được, em không nhắc. Em đã mất lương tâm, bán mạng cho họ. Phương gia bị em bôi đen như vậy còn chưa đủ sao? Chị, cho dù chị chửi em như thế nào, em nhất định sẽ cứu chị ra. Không cần. Em nhất định sẽ làm được. Ngay cả người thân của mình còn không bảo vệ được, vậy thì em sống cuộc đời này uổng phí rồi. Sato tiên sinh, phía bên Hứa Nghiện Nùng có tin tức gì không? Không có. Tốt, để chúng ta xem ai gấp, chúng ta đợi đi. Sato tiên sinh, sao anh tới đây? Tôi tới hỏi thử khi nào mới thả chị của tôi ra. Không phải tôi nói với cậu rồi sao? Đi tìm kim cục trưởng đi. Nếu bên ông chịu bỏ khởi tố, kim cục trưởng sẽ không làm khó chị của tôi. Cậu đang nói chuyện với ai? Sau khi tôi trở về Bắc Bình tới nay, đã giàu sinh ra tử, làm ra những chuyện phản bội, bất cứ cái gì tôi cũng làm hết. Ngay cả chút chuyện nhỏ như vậy mà ông cũng không làm. Phương sao? Phương Chí Huy, im miệng. Thứ người giống như cậu dám đe dọa tôi sao? Phương Chí Huy, anh cút ra ngoài ngay. Tôi chỉ muốn một sự báo đáp. Thiên Đại, cô nổ súng bắn tôi. Anh tưởng anh là ai? Tôi giết chết anh ngay cả mắt cũng không chớp đâu. Những gì hôm nay anh có là ai cho anh? Nếu không có tôi, anh còn không bằng một con chó. Cút đi, về kiểm điểm. Thank you.
đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, đại ca, sao thế, làm anh ta nông nổi như vậy? Là đám người họ nổ súng bắn tôi. Tại sao bọn họ nổ súng bắn anh chứ? Viên đạn này bắn rất hay, nó đã làm tôi thức tỉnh rồi. Phương quán chủ, Thiên Đại tiểu thư tìm anh. Kêu người làm chút gì đó cho tôi ăn. Đạo trường Hồng Khẩu tắt bếp hay sao? Không liên quan tới anh, mau đi làm cho tôi. Thiên Đại, tình hình hiện tại không có lợi cho đạo trường Hồng Khẩu. Đúng như vậy. Anh thấy vậy mà không làm gì sao? Ngay cả người Đông Dương các cô cũng đành bó tay, thì tôi còn làm cái gì được chứ? Thích sát Trần Chân và Lục Đại An. Tôi nói gì anh nghe không hiểu hay sao? Tôi hiểu. Từng câu từng chữ tôi đều nghe rất rõ ràng. Vậy thì làm đi. Không, tôi không làm. Muốn đặt điều kiện? Không có điều kiện. Chuyện hãm hại đồng bào của mình tôi sẽ không làm nữa. Anh muốn phản bội tôi sao? Tôi có thể làm việc cho cô, nhưng không phải bất cứ việc gì. Hứa tiên sinh muốn làm người mai mối cho chúng ta sao? Đúng vậy, chính miệng ông ấy nói. Vậy anh nói sao? Anh nói anh đương nhiên đồng ý rồi. Chỉ là không biết Chí Hân có đồng ý hay không thôi. Anh nói lại đi. Lại muốn anh nói sao? Anh nói đương nhiên đồng ý rồi. Chị Hân, cậu lại tới làm gì? Tôi tới đây nói với hai người. Sato có thể ra tay với hai người. Làm sao cậu biết được? Anh đừng quên, tôi là Hán Giang. Thôi tôi đi đây. Hai người hãy bảo trọng. Quán Nguyệt. Đạo trường Hồng Khẩu. Thank you.
Đại ca, nếu anh quyết định đi chuyển Long Đồng thì em sẽ không đi nha. Trốn tránh đúng là không có ý chí. Làm người phải nói tới chữ tín. Long Đồng nhất định phải chuyển đi. Vào ngày chuyển Long Đồng đi, chính là ngày võ quán này sẽ đóng cửa. Nếu như ông trời có mắt thì hãy khiến cho bọn độc ác muốn chia cắt đất nước này chết không toàn thây. Nếu như anh vẫn còn là người Trung Quốc thì anh hãy giành lại thể diện cho tôi đi. Đại ca, lúc đó anh nên nghe lời khuyên của em. Có chết thì để em chết. Nếu như điều đó xảy ra thì mọi việc sẽ không xảy ra. Phùng Mãn sẽ không bị em ép buộc tha hương cầu thực. Chú Hoa cũng sẽ không sống không bằng chết. Hứa Tiên Sinh thì lại càng không cần phải hai tay dâng sản nghiệp cả đời cho những tên khốn kiếp độc ác đó. Đại ca, anh ở trên trời linh thiêng hãy tha thứ cho em. Chỉ tại em một lúc mê muội tập trí khiến danh tiếng của Phương gia hủy hoại trong tay của em. Được rồi, đây không phải là mộ của Phương gia các người, chạy tới đây khóc lóc gì chứ. Thiên đại, cô đã hủy hoại tôi. Anh nói bậy. Tôi đã giúp anh từ một tên ăn mày lang thang trở thành một thiếu gia được rất nhiều người ngưỡng mộ. Vậy là hủy hoại sao? Đừng mượn cớ say rượu rồi tới đây nói bậy. Anh mau cút khỏi chỗ này cho tôi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi không muốn Trần Chân và Lục Đại An xuất hiện ngay trước tầm mắt của tôi. Tôi cũng đã nói rất rõ ràng với cô rồi, tôi sẽ không bao giờ ra tay với đồng bào của tôi nữa. Thôi đừng có ra vẻ mình thanh cao nữa. Anh hại đồng bào của mình ít lắm sao? Phương Chí Huy, anh không còn đường lui nữa đâu. Đừng mong đồng bào sẽ tha thứ cho anh. Tốt nhất là hãy ngoan ngoãn nghe lời của tôi. Sau khi thành công, lúc đó tôi sẽ xin Trung Thôn tướng quân thưởng công cho anh. Không làm, tôi sẽ không làm. Thiên đại, hôm nay tôi tới đây muốn hỏi cô một điều. Nói. Cuối cùng thì cô coi tôi là gì của cô? Là gì sao? Lúc tôi cảm thấy vui vẻ, anh là người giải khuây cho tôi. Còn lúc tôi cảm thấy không vui, anh chính là một con chó biết nghe lời. Vương Chí Huy, tôi nể tình chúng ta đã có tiếp xúc da thịt. Hôm nay tôi tha cho anh. Tôi nói lại lần nữa, tiêu diệt Trần Chân và Lục Đại An, nếu không người có tình, súng đạn vô tình. Thank you.
Sato tiên sinh, tôi nghe nói tối hôm qua Phương Chi Quy đã tới trước đảo quán chúng ta quậy cả đêm à? Đúng. Sato tiên sinh, gần đây phản ứng của hắn thể hiện rõ sự phản bội. Tôi nghĩ ván cờ này cần thí tốt giữ tướng. Người là của cô, cô thấy cần phải làm gì thì cứ làm vậy đi. Võ quán Phúc Quy. Có chuyện gì vậy? À, sao vậy? Nhanh lên, nhanh lên. Sao vậy? Nhanh lên. Nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Nhanh lên, có chuyện gì vậy? Nhanh lên, nhanh lên. Mau lên, có chuyện gì vậy? À, mà có chuyện gì vậy? Mau lên, mau. Nhanh lên, nhanh lên. Sao tôi xin lỗi xem. Mau lên. Sao tại tới đây chứ? Có chuyện gì vậy? Nhanh lên. Sao bọn họ tới đây vậy? Sao bọn họ lại tới đây? Nhanh lên, ra coi thử đi. Vậy ra có sao đã? Sao vậy? Sao bọn họ lại tới đây? Là Sato tiên sinh. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thật ra chuyện này là sao đây? Chắc chắn là không ổn rồi. Sato tiên sinh, mọi người tới đây làm gì vậy? Mau kêu Phương Chí Huy ra đây. Quán chủ chúng tôi đi vắng rồi, có gì cứ nói với tôi. Không có gì để nói với cậu hết. Các cậu đã dám cùng Phương Chí Huy cấu kết phản bội đất nước chúng tôi thì chỉ có con đường chết mà thôi. Lên! Các anh em lấy vũ khí. Rõ. Anh Khang cầm lấy. Lên! Võ quán Phúc Quy. Thank you.
Đừng có đuổi theo. Để cho hắn sống thêm vài ngày nữa, có thể dụ Trần Chân xuất hiện. Võ Quán Phúc Quyên. Trường Học Khẩu truy sát em. Tại sao bọn họ lại muốn giết em? Bởi vì em không nghe lời của bọn họ, giết Trần Chân và Lục Đại An. Vậy còn người của em thì sao? Họ đã chết hết rồi. Đi, chúng ta đi tìm Trần Chân. Đi. Trần Chân. Trần Chân. Trần Chân. Hả? Có chuyện gì? Trần Chân. Sao tôi cho người giết hết tất cả những người ở Võ Quán Phúc Quy? Chỉ còn một mình Chí Quy sống thôi. Chí Quy, đó là hậu quả mà cậu đi theo Sato đó. Đang. Chí Quy đã biết sai rồi. Em có cần nói những lời này không? Bây giờ phải nhanh chóng nghĩ cách đưa Chí Quy rời khỏi Bắc Bình. Sư huynh à, làm sao đi đấy? Cả thành đều có tai mắt của Sato mà. Vậy phải làm sao đi? Đang, em có nhiều bạn bè như vậy, quen biết rộng rãi, em nghĩ cách đi. Thôi được rồi, bây giờ em đi tìm chiếc thuyền. Ngày mai đưa Chí Quy đi bằng đường thủy, như vậy sẽ ổn hơn. Đúng rồi. Chí Quy à, chỉ mấy ngày nữa thôi cậu có thể tới Hàng Châu rồi. Ở đó có Hứa tiên sinh ở xưởng dệt có thể chăm sóc cậu, cậu không cần phải lo. Trần Chân, tôi có lỗi với hai người, càng có lỗi với họ Phương. Con người khó tránh khỏi sai lầm, biết sai mà sửa vẫn còn kịp mà. Đúng vậy, chữa vết thương khỏi chứ, sau này mới có cơ hội tính sổ với người Đông Dương. Nhanh lên. Nhớ thu dọn cho sạch sẽ đó nghe chưa? Dạ đó. Đang à? Hả? Thuyền không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, ngay ở phía trước thôi. Em khá thân với lại chủ thuyền. Con đường thủy này trước đây em vẫn thường đi. Đợi chút nghe. Nè, chủ thuyền đâu rồi? Chủ thuyền có việc rồi, hôm nay không có tới. Tôi giúp ông ấy. À, Chí Quy à, mau lên thuyền đi. Em mau đi đi. Sau khi tới đó, em nhớ báo bình an cho chị nha. Dạ. Em đi đây chị. Đi đường cẩn thận. Trần Chân, Đại An. Nè, không cần nói. Sau khi cậu đi rồi, tôi sẽ chăm sóc cho chị cậu. Bảo trọng.
cán bơm ra khơi. Chí Huynh, không ổn rồi. Chí Huy cẩn thận. Chí Huy. Chí Huy cẩn thận. Chí Huy. Chí Huy. Chí Huy. Chí Huy. Chí Huy cẩn thận. Cái gì? Cẩn thận phía sau. Chí Huy. Hả? Chí Huy. Chí Huy. Sư huynh, em ra ngoài mua ít đồ về cúng nha. Đi đi. Em tận mắt nhìn thấy Chí Huy bị giết chết, nhưng mà em không giúp được gì cho nó. Nhật Kiều hội xã. Kẻ phản bội phải bị trừng trị. Hôm nay ta đã loại trừ được mầm họa như Phước Chí Huy. Chúng tôi mời Sato tiên sinh một ly. Mời. À, tốt. Nếu như đám thuộc hạ của hắn đi theo Trần Chân, dạ, sẽ trở thành mối họa càng lớn hơn. Cũng may chuyện hắn cần làm thì hắn đã làm xong rồi. Bây giờ đã tới lúc nghỉ ngơi. Dạ đúng vậy. Máy bay của Hoàng Quân đã rải truyền đơn xuống. Bọn chúng sẽ không còn dám hóng hách với chúng ta nữa. Đúng, đúng vậy. Mời, mời. Chúng ta cũng dạ, uống. Mời, mời. Dạ, mời cả ly. Dạ, mời. Chúng ta cạn ly. Để ta uống đi. Mời. Nào. Em muốn làm gì? Em phải giết chết Sato. Đi. Đi. Buông ra. Anh buông em ra đi. Sao anh cản em chứ? Anh phải cản em. Em phải giết Sato. Tại sao anh lại cản em? Tại sao? Tại sao cái gì? Một mình em thì làm gì được? Em cần phải trả thù cho Chí Huy. Bao nhiêu người của Phương gia đã chết trong tay của hắn rồi. Cho dù em có chết thì em cũng phải liều mạng với hắn. Em quay lại cho anh. Anh không để em chết được đâu. Em muốn chết sao? Em chết rồi thì mẹ em phải làm sao? Chị Hân à, trả thù không phải dừng lấy, càng không phải sẽ liều mạng với kẻ thù.
Anh hứa với em, mối thù của Phương gia, Trần Chân này sẽ trả giúp em. Nhìn anh đi. Em nhìn anh đi. Anh muốn em phải sống thật tốt, sau này không được như vậy nữa, có được không? Hội quán Hoa Anh Đào. Được rồi, yên tâm đi. À, tôi nói với ông ấy rồi. Chuyện mà anh dặn, à, tôi đã làm xong rồi. À, được. Ê, ai vậy? Ê! Tên phụ xe kia, tới đây để làm cái gì vậy, hả? Chỉ huy đang ở dưới đó chờ ngươi xuống. Không liên quan, tránh ra. Bảo vệ Sato tiên sinh. Tới đất nước của chúng tôi, nhưng tôi vẫn tôn trọng tập tục của nước ông. Ông tự giải quyết đi.
Ta muốn trong vòng 3 ngày giết Trần Chân. Sau khi thành công, ta sẽ lập tức đưa tiền ngay. Là Liễu Sinh Tỉnh Dân gửi thư khiêu chiến. Tôi đã tới rồi. Cảm ơn ý tốt của anh Trần Chân, nhưng đây không còn là kiếm của tôi nữa. Tôi sẽ không dùng nó nữa đâu. Chúng ta bắt đầu đi. Uổng công tôi coi anh là một võ sĩ chân chính. Anh dùng kiếm gỗ sỉ nhục tôi. Tôi không hề sỉ nhục anh. Phí lời.
Sao em lại tới chỗ này? Em tới ngăn cản anh. Anh làm chuyện ngu ngốc nhất ở trên đời này rồi. Chị Hân và Trần Chân là bạn của chúng ta. Họ đã giúp đỡ chúng ta nhiều lần như vậy. Tại sao anh vẫn còn làm vậy chứ? Anh đã hứa với Sato rồi. Quyết đấu bắt buộc sẽ phải tiến hành. Anh dừng tay đi. Diễm Như. Diễm Như, đừng qua đây. Tịnh Vân, đoạn kiếm của gia tộc Liễu Sinh các anh từng nói với em. Anh nói cho em biết là nó dùng để tự sát. Nếu như anh còn không chịu ngừng tay, em sẽ chết ở trước mặt anh. Em kêu anh ngừng tay đi. Sao lại như vậy? Lại bị con đàn bà hèn hạ đó phá hỏng rồi. Diễm Như,
đạo trường Hồng Khổng. Sato tiên sinh, cậu còn mặt mũi về đây gặp tôi sao? Cậu từng lấy danh nghĩa của gia tộc Liễu Sinh để thề phải đẩy Trần Chân vào chỗ chết, cậu còn nhớ không? Đúng vậy, tôi đã không giết được Trần Chân. Lần này tôi trở về đây là muốn thực hiện lời hứa của mình, lấy cái chết để tạ tội. Cậu thật khiến cho tôi quá thất vọng. Người đã làm bẩn thanh danh của gia tộc Liễu Sinh có còn xứng đáng làm đại võ sĩ của đế quốc nước ta nữa hay sao? Xin lỗi Sato tiên sinh, bao nhiêu năm nay giáo huấn của ông đối với tôi, ân huệ của ông đối với tôi, tính nhân tôi cảm thấy xấu hổ trong lòng. Nhưng mà lần này trở về đây, ngoại trừ trả nợ còn phải báo thù. Hắn Sơn Bổn Hoành là kẻ thù đã giết vợ của tôi. Cậu tưởng dưới mắt của ta có thể tự ý giết người được sao? Giết không được cũng phải giết. Giáo huấn của gia tộc Liễu Sinh có ơn phải trả, có thù phải báo. Sơn Bổn Hoành, bây giờ tỉnh dân khiêu chiến với cậu, có thể chấp nhận sự khiêu chiến của gia tộc Liễu Sinh là vinh hạnh của cậu, cậu nghĩ sao? Sato tiên sinh, tôi là một người võ sĩ, tôi chấp nhận khiêu chiến. Tỉnh dân, tôi thua rồi, mau trả thù cho vợ của anh đi.
dân. Sato tiên sinh, cửa lớn của Hứa gia đã đóng chặt, nhà Phương gia để nhà trống, Kim cục trưởng cũng không thấy, Trần Chân cũng đã biến mất. Lập tức đi tìm dấu vết của hắn cho ta. Sơn Bổn Hoành, Thiên Đại, Tỉnh Dân, tất cả cũng vì hắn mà chết. Tôi nhất định phải giết chết hắn. Nhưng lỡ như hắn rời khỏi Bắc Bình thì sao? Liên hệ Thượng Hải, thông báo đạo trường Thạch Tỉnh sang bằng tính võ hội. Chúng ta đợi đi. Tôi không tin là Trần Chân và Lục Đại An không xuất hiện. Dạ. Trường Tiểu học Hân Quy, thành phố Bắc Bình. Trường học đã lâu rồi không mở lớp. Em đi coi thử có căn phòng nào để ở được hay không. Sư huynh, anh ở lại Bắc Bình có dự tính gì không? Anh cũng chưa biết nữa. Chính phủ đã bỏ rơi Bắc Bình, còn quân ta lại chống trả không nổi quân đội Đông Dương. Tình hình như vậy, anh phải làm chút gì đó. Anh tính làm chuyện gì? Em nói coi. Đạo trường Hồng Khẩu. Đúng, Hứa tiên sinh nói không sai. Chúng ta không thể để cho đám người nước ngoài ở trên mảnh đất của chúng ta có thể muốn làm gì thì làm. Nè. Xong rồi, Đồng Giác thật là ngoan. Thím ơi, bánh bao cũng sắp chín rồi. Bồ Tát phù hộ cả nhà bình an. Không được bậy. Thím Đồng Giác, chạy nhanh lên. Bà ơi. Kho lương đã chuẩn bị xong hết chưa vậy? Đã có 17 kho lương đã dọn trống, vẫn còn 5 cái nữa. Trưa hôm nay có thể dọn sạch toàn bộ. Lương thực và củi dầu đã gom đủ hết chưa? Kho lương đã chất đầy củi dầu, vẫn còn 100 tấn lương thực cuối cùng, hôm nay chắc chắn sẽ được đưa tới. Tốt, rất tốt. Ngoài ra, chúng tôi đã mua đứt hết tất cả thuốc men của các tiệm thuốc ở Bắc Bình, bây giờ đều đang tồn trữ dưới kho hàng, đợi sau khi quân ta vào thành sẽ chuyển giao. Sáng sớm ngày mai quân ta sẽ vào thành, trưa ngày hôm nay các cậu phải lo xong tất cả mọi việc.
Nếu có sai sót, giết chết không tha. Dạ. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Đông Giác. Châu Trân. Châu Trân. Đông Giác, có chuyện gì vậy? Sư huynh. Trần Trân. Sư huynh, tại sao hai người lại tới đây? Người Đồng Dương quyết định tiêu diệt Tinh Võ Hội ở Thượng Hải. Anh dẫn Đồng Giác liều chết tại đây đó. Vậy còn sư thái? Bây giờ sư thái đã đi rồi. Đệ tử Quốc gia chỉ còn là chúng ta mà thôi. Sau này Tinh Võ Hội phải nhờ vào chúng ta đó. Tối hôm nay chính là cơ hội cuối cùng. Nhưng dựa vào chúng ta bây giờ, có bao nhiêu phần thắng chứ? Không đợi được nữa. Chánh sẽ thắng ta. Giết. Dù Bắc Bình sáng sớm ngày mai bị chiếm đóng, thì đêm nay chúng ta cũng phải sang bằng đạo trường Hồng Khẩu. Phải. Ở trong thành chúng ta còn 7-8 người, tính hết vào chúng ta cùng nhau làm. Trước khi trời tối em sẽ gọi đủ người tới. Tối nay có thể tiến công bất cứ lúc nào. Sư huynh, Đại An, tôi có lỗi với hai người. Trong đêm hôm nay, cho dù xảy ra chuyện gì, thì mọi chuyện đều nghe theo ông trời. Thù nhà nợ nước, chết cũng không hối tiếc. Trần Chân. Chí Hân. Trần Chân. Có chuyện gì? Hứa tiên sinh tới rồi. Hứa tiên sinh tới làm gì? Ông ấy tới chào tạm biệt. Ông ấy muốn đưa con của Diễm Nhi và Liễu Sinh tới Tế Nam, sau đó trở về quê ở Tô Châu. Hứa tiên sinh. Trần Chân à, tôi phải đi rồi. Khi nào ông đi? Bây giờ. Trước khi tôi đi, tôi muốn làm người chứng kiến cho hai người. Chứng kiến gì chứ? Trần Chân à, cậu và Chí Hân đối với tôi mà nói không phải người thân, nhưng hơn hẳn người thân. Cho nên trước khi tôi đi, muốn chủ trì hôn lễ cho hai người. Mọi chuyện thật đơn giản. Không tiệc rượu, không áo cưới, không động phòng. Nhân lúc tôi vẫn còn sống, hãy để tôi làm người chứng kiến cho hai người. Chậm thôi. Chiến xe cuối cùng đã tới rồi. Các xe còn lại đâu?
5 xe thuốc và 15 xe các vật tư cần dùng thì đều đang trên đường. Nhất định phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì. Từ từ thôi. Dạ, từ từ thôi. Còn nữa, rồi, chuyển sau đi, khi đi. Lo xong mọi chuyện, giải quyết tất cả mọi người. Dạ. Cháu Trân. Đồng Giác, cô đi theo cô, nhất định phải nghe lời. Ừ. Đi đi. Ừ. Trần Trân, ngày mai em muốn đi chung với anh. Chị Hân à, bây giờ Bắc Bình đã là một thành bỏ trống. Ngày mai xảy ra chuyện gì anh cũng không biết nữa. Em đi theo Đồng Giác đi, anh sẽ yên tâm hơn. Nhưng mà anh ở lại đây em không yên tâm. Anh sẽ cẩn thận mà, em yên tâm đi. Bây giờ anh là người đã có vợ rồi, anh phải hứa với em, cho dù gặp phải chuyện gì, tuyệt đối không được nóng nảy. Anh hứa với em, anh sẽ không sao đâu. Không còn sớm nữa, em mau lên đường đi. Đi. Trần Trần, em có một linh cảm, cứ sợ sau này không gặp lại anh nữa. Em nói gì vậy? Sau này chúng ta còn phải vui vẻ hạnh phúc sống cùng với nhau. Được, em đợi anh. Em lên xe đi. Sư huynh, đã tập trung đủ mọi người rồi, khi nào mới ra tay vậy? Đi. Trường tiểu học Hân Quy. Mời. Tam đạo tiên sinh, tôi xin mời ông một ly. Được. Tam đạo tiên sinh à, quân của phía chúng ta ngày mai sẽ vào thành. Phía bên trung thôn tướng quân, phiền ông lo liệu dùm cho. À, được. Gần đây công lao của Sa Tô tiên sinh ở Bắc Bình, trung thôn tướng quân đều biết hết rồi. Cảm ơn. Nè mọi người, mời Tam đạo tiên sinh một ly đi. Mời.
Sato tiên sinh. Có chuyện gì? Sato tiên sinh, mấy kho lương của chúng ta đều đã bị đốt sạch. Có biết ai làm không? Bây giờ vẫn chưa biết. Cậu ở đây tiếp đãi Tam Đảo tiên sinh, tôi đi gửi điện báo sẽ trở về ngay. Dạ. Mời. Tam Đảo tiên sinh hả? Tôi mời ông một ly. Được. Mời. Tất cả sợ bằng hết chỗ này. Trần Chân, cuối cùng cậu cũng tới. Sato, ông không chỉ là kẻ thù của một mình Trần Chân tôi, mà còn là kẻ thù của dân tộc tôi. Tôi muốn trước khi quân của các ông vào thành, sáng bằng đảo trường Hồng Khẩu, hủy diệt cơ quan đặc vụ của ông. Bên cậu đã sắp diệt vong, dựa vào sức của một mình cậu có thể cứu vãn được sao? Tôi nói cho cậu biết, Bắc Bình sau khi mặt trời mọc sẽ chỉ có một lá cờ Thái Dương được treo lên. Dân tộc của cậu sẽ trở thành lịch sử. Tôi khinh đám Đông Dương các ông có gì mà so sánh được với dạng Lý Sơn Hà của chúng tôi. Ông đúng là quá coi thường người dân của chúng tôi rồi. Được, tôi sẽ dùng máu của Trần Chân cậu mở đường cho quân chúng tôi. Ah!